du của bác nào đây mà du của bác Hà La Liệt này. Siêu Nhân Hà bán cây giỏi nhất chợ đấy. Hà này nói tôi chỉ bán ở chợ thôi. Suối bao tiền anh Việt? 5 triệu rưỡi. Quán hàng cao cấp đẹp đẹp. Du xin lỗi các bạn. Du bao tiền một cây ba? 350 cây. Rẻ. Cái xe máy ở đây. Cái đấy thì bao tiền? Cái đấy 1,5 triệu. Đấy, 350 này, sinh viên đâu nhào vô. Đấy, cắt đi. Đấy, dù cây nào vừa cây này. Trong trường lại 2 cây tặng. Cây nào cây nấy đều củ hết. Củ hết dọc cả. Dù nó vừa nó phải có củ. Đấy thì củ. Ủa ông nào hút dở điếu thuốc kìa. Chào ông Tị nhá. Một chỗ này mát quá. Ra kia sốc. Đa cũng của anh nhỉ. Cái này mới thôi. Mới. Bao tiền anh? 3 triệu. Mịn luôn đấy. Bây giờ kiếm một cái đa hơi khó đấy. Cây mịn, cái này mịn luôn. Đa người ta bảo đa ở những giờ đa thì làm khó đấy. Lấy đâu ra mà chẳng khó. Đa cái này làm mịn rồi không phải là đấy. Cụ lại lên đường rồi. Xung quanh đều như nhau đấy, ổn hết đấy. Đấy giật giết lên đầu kẹo múc hết rồi. Giật lên được ta làm được lâu lắm. Còn là nó nhỏ chứ không phải là to. Ok anh, để ra. Sang chỗ Trung Dâu tí. Ôi ông này ông đánh xe đi đâu này. Du ôm đá. Chở cho khách hay là đi đâu không ấy? Vừa bắt đầu buổi chợ. Đây, mà thích đá thì gọi Trung Dâu nhá. Trung Dâu hay còn gọi là Trung Đá, anh em thì gọi Trung Đá. Thích làm đá và cung cấp đá. Này là điệu đấy. Điệu phết. Nhìn nó dễ nó dài khủng khiếp không bác? Si. Mở hàng chưa bố? À đây rồi. Rồi. Cây mai đẹp ấy. Sợ Covid thế nào rồi. Vâng. Vắng quá. Vắng. Hôm nay nắng quá. Nắng quá. Mà vắng. Đúng rồi, đang tâm lý đang bất an. Đấy, cây mai của ông đẹp đấy. Đẹp đấy. Là bao nhiêu tiền đấy ông? 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đấy, còn cây này là hôm trước có báo giá rồi. Hôm nay ông vừa ô tô đây ông lại đi đâu ấy? Đi rồi. Về. Cảm giác thấy dấu hiệu chợ vắng là rút đấy. Ừ,
thế cho rộng chỗ. Thế cho rộng chỗ. Vừa mua hai cái bể đá, mua từ sáng ra phát mua luôn được không? Đâu kia. À, có cả chân kìa. Không mua rồi á. Đây đấy nhỉ. Để cho bao nhiêu tiền em? Để cho bao nhiêu tiền? Mua lấy bao nhiêu tiền? Đồng một cái. Đồng. Đầy đặn nhỉ. Đẹp. Hay quá. Vào xanh chi thì đẹp lắm. Cây này ghê đấy nhỉ. Đây nhỉ. Đấy, cứ nhìn xe biết. Không cần quan tâm mà đóng cái lồng nào. Cường à? Xe này xe cây của ai anh? Hoàng. Đấy, đúng. Vừa vào rồi. Tên Hoàng nhưng mà số Cường. Gọi được hết. Đấy, thích cây nào gọi. Ơi, làm nhà. Xanh ra. Quê. Nhìn như cái tàu ấy. Đấy, 8 tầng này. Nhưng mà sau nó biến kinh lắm ấy. Không đơn giản đâu. Vậy có người nuôi cơ. Được cái là mình lấy được cái cốt nó già. Kinh đấy. Đáng quá. Rất tiệu, kiểu như là hôm nay các bác hiểu nó giống như một cái dáng của ông tôi không rõ lắm, đại loại là một ông đỗ phủ hay ông gì ấy, đứng ở thềm hòn đá dưới này vuốt râu này đấy, thì nó theo cái tán khá là điệu đà, đẹp, cũng là đẹp, còn mỗi người một cái cảm xúc quá, nhiều người vẫn thấy nó đẹp nhưng mà không thích đấy. Khoảng. À, cắt giật khá là ok. Ngọn rất chỉ rồi. Ngọn rất chỉ rồi. Thay cái chậu thôi là nó sẽ lên. Kiểu da nó hơi xanh một chút thôi. Da nó hơi xanh một chút. Không nhìn được thấy lá của nó như nào nhưng mà da nó hơi xanh. Đây nhìn quen quen nhỉ. Bên này mua mua ủa, nhiều quả thế. Đẹp đấy. Này bao tiền anh? Mà nhìn mình nói này là 18 triệu. 18 à. Con to to hôm trước có đã lên đường chưa? Đấy, con to to hôm trước đã lên đường chưa? Chưa. À con hôm trước ra. Đấy. Trước bán rồi. Bán 20 triệu rồi này. À, tốt quá. Đây đấy, không nuôi nuôi cái gì nè. Quan trọng là giá hợp lý. Con này thì nuôi lại càng được. Con này ngọn nó chỉ to bằng một thịt cái. Giá một thằng về là nó là thuốc là được. Con này nuôi nó biến kinh à. Da nó da dày. Nó cũng đánh tẻ thôi nhưng mà nuôi nó năng lực nhất sáng được cái sáng nhất sáng đây nuôi tầm nó sang riêng là đẹp đấy, sang riêng là to đẹp, ngọn đóng đến ngọn hất của thằng về đằng trước nữa là ấm, ngọn đóng là ok đấy.
được, có đất mà nuôi tốt quá. Ngon được đấy, ngon. Ngon đóng hay đấy. Xích cho nó một tí đây. Đấy, chỉ có thiếu một tí đấy thôi, không là vấn đề lắm. Con này mà lên cái thùng này khoảng độ 5 năm rồi thì ngon nhỉ. Con này là đúng rồi. Đây cũng của anh à? Kinh nhỉ. Kinh đấy. Nghe buồn lắm, hôm nay nghe buồn lắm. Đang Covid tiếp ạ, đang buồn. Qua đây chắc là nhảy nhót. Ok, rồi các bác, cây bên này thì thích thì alo số đồ ô tô nhé. Cây bên này thì vừa anh vừa báo đấy. Nếu chưa có số thì hỏi tôi nhé, tôi gửi cho.